Ngọc Sơn tặng các con của Phi Nhung 500 triệu bất ngờ bị từ chối ngay trên sân khấu. Ngày 15 tháng 11 tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh, người thân và đồng nghiệp tổ chức lễ cúng chung thất cho cố ca sĩ Phi Nhung. Xuất hiện trong buổi lễ, danh ca Ngọc Sơn hát tặng Phi Nhung và khán giả ca khúc Lòng Mẹ. Đồng thời, nam danh ca cũng gửi quà tặng tới các con nuôi của cố ca sĩ. Anh chia sẻ, hôm qua Ngọc Sơn đi lùng khắp Sài Gòn mới mua được 50 thùng sữa cho các con, đã chuyển đến đây rồi. Ngọc Sơn cũng đại diện cho xi măng XT, gửi tới các con 500 triệu đồng, cố gắng tu thật tốt nha. Tuy nhiên, sư cô Thích Nữ Minh Viên, trụ trì chùa Pháp Lạc, người đồng hành với Phi Nhung nuôi dưỡng 23 người con nuôi của cố ca sĩ tại mái ấm vòng tay, dưỡng tử đã từ chối số tiền này. Lý do mà vị sư cô này đưa ra là do mái ấm đang bận rộn với việc lo cho hậu sự của Phi Nhung nên không tiện nhận. Sư cô xin chân thành cảm ơn các anh em nghệ sĩ đã tới đây viếng và chia buồn nhân ngày lễ chung thất của Phi Nhung. Sư cô có nghe danh ca Ngọc Sơn và xi măng XT có gửi tặng tiền cho các con và sư cô. Với sư cô và các con, số tiền này thực sự lớn. Sư cô rất cảm ơn tấm lòng đó, nhưng trong lúc này, sư cô dồn hết tâm trí cùng các con lo cho buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn. Sư cô cảm ơn, nhưng sư cô xin phép không nhận số tiền đó. Sư cô xin khất lại, không nhận số tiền đó để lo công việc, nhất tâm cầu nguyện cho lễ cúng chung thất của Phi Nhung được viên mãn. Sự việc đã gây xôn xao cho những người theo dõi buổi lễ cúng chung thất của Phi Nhung. Có mặt trong lễ cúng chung thất của Phi Nhung còn có nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ Thanh Hằng, Phan Đình Tùng, Trường Giang, Vương Mỹ Chi. Trường Giang bày tỏ sự đau đớn nghẹn ngào khi lên thắp hương viếng Phi Nhung, anh cúi gập người, đứng lặng rất lâu trước bàn thờ của người chị. Trong khi đó, Phan Đình Tùng quá nghẹn ngào nên không thể hoàn thành lời phát biểu về ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung là người chị mà Tùng rất quý mến. Trong các chuyến lưu diễn, lúc nào cũng thấy chị có niềm vui và muốn chia sẻ. Những việc chị đã làm cho các em là mong ước của Tùng từ lâu nhưng Tùng chưa thực hiện được. Việc làm của chị là tấm gương sáng cho Tùng và các anh em nghệ sĩ noi theo. Trong suốt buổi lễ, nhiều lần các con nuôi của Phi Nhung xuất hiện trước ống kính để chào khán giả và cúng lễ mẹ nuôi, nhưng hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của Hồ Văn Cường. Điều này cũng khiến không ít khán giả thất vọng.